Ngày 23 tháng 10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ xuất quân cho sinh viên Hồ Chí Nguyên, khoa công nghệ thông tin tham gia khóa huấn luyện tại tập đoàn Samsung Hàn Quốc với nghề quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin. Trước đó, tập đoàn Samsung Việt Nam tổ chức tuyển chọn thí sinh tham gia huấn luyện cho kỳ thi kỹ năng nghề thế giới. Kỳ thi này được tổ chức với 3 nghề: quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế kỹ thuật cơ khí với 14 thí sinh tham gia. Kết quả có 3 thí sinh vượt qua kỳ thi và được tập đoàn lựa chọn huấn luyện. Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức tại Lyon, Pháp vào năm 2024. Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới được tổ chức 2 năm một lần. Mỗi cuộc thi, hàng trăm thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ góp mặt.